Chào các bạn, đây là cái cặp cu nhí các bạn, cái cu nhí 1 tuần tuổi. À, mình bắt về nay là mới ngày đầu các bạn. Rất là đẹp, hai em nó là một lớn một nhỏ. Em lớn thì đủ 1 tuần tuổi, còn em nhỏ chưa đủ các bạn. Chắc trễ hơn 1 2 ngày thôi. Thì chắc này mình cho nó ăn nè. Thì mình thích nuôi mỗi loại 1 2 em để trải nghiệm, rút kinh nghiệm các bạn. Mình cũng có người ta chỉ mình bơm gì làm cho ăn, nó cũng rất dễ dàng chứ không khó khăn gì. Bơm thức ăn vào miệng nó thôi. Em lớn thì to hơn, mình dễ bơm hơn. Để mình xem sự phát triển của nó có lẹ như các loài cu khác. Con lớn này mình thấy này cũng cả búng cái lồng ống, nó cũng bể 1 2 cái đầu lồng rồi. Tí nhỏ nhưng bầu diều rất là to nha các bạn. Bầu diều nó rất là to nè. Bơm cũng được khá nhiều thức ăn. Rồi, mai mốt nó phát triển mình sẽ quay tiếp nha các bạn. Đây là cặp cu nhí mình bắt về ngày thứ ba nha các bạn. Nó được 1 tuần tuổi mình mới bắt thì như là nó được 10 ngày tuổi rồi đó. Này, sáng mình cho nó ăn đây, nó biết đòi ăn và nó có tiếng kêu à. Chim phát triển rất là lẹ. Đôi ăn này nè. Rồi cái này ra lông cánh dài đỏ đỏ luôn rồi. Đây 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 đây. Đói đói rồi. Con bự thì nó cái bầu to hơn nè, ăn nhiều hơn được miếng. Chắc hai hai 3 ngày nữa là đủ lông ạ. Đây 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 đây. Nhỏ chui nó chạy kìa. Nó chưa, nó chưa. Chưa nói nó sao mà đòi dí, cho nó tìm miếng nữa đi. Hơi bơm nhiều quá bể bầu à. Đây đó, đây nè. Bơm nhiều quá bể bầu à. Đó chưa, đó chưa bé. Chào mừng lớn miếng nữa. Ê. Ừ.
Rồi nơi cái ổ dơ rồi, mới ở có hai ngày mà dơ ổ là chắc chịu làm ổ khác thay nó quá. Đỡ đi, chiều đi chiều còn mấy sáng mơ thay ổ mới. Rồi đi vô thôi, quên nữa nên. Chào anh em, đây là cái cặp cua nhí của mình hôm nay được mình nuôi được 4 ngày nha anh em. 4 ngày và nó là cũng là ngày thứ 11. Thì khi nó nở tới về là con lớn này thôi, con nhỏ chắc khoảng 10 ngày anh em. Thì hôm nay mình thấy là lông nó mọc nhiều rồi. Mọc nhiều rồi, mình cho nó phơi nắng nè. À, nó cũng biết đòi ăn nè anh em. Giờ mình chuẩn bị cho nó ăn sáng đây. Chắc 1-2 ngày nữa đủ lông chắc nhảy khỏi ổ à. Mình nuôi gì mình biết là bao lâu là nó ra gàng. Hiện giờ là 14 ngày mình tính em lớn nhất thôi. Còn em nhỏ thì chắc nhỏ hơn 1 ngày á. Thì nuôi thức ăn chim nè, thức ăn ba gì mình chỉ hòa như nước cho tan ra rồi bơm cho mấy em đó thôi. Ngày mình bơm 3 lần sáng trưa chiều. Mình thấy cũng rất là dễ nuôi. Loại này thì mới nuôi lần đầu tiên nhưng mà mình thấy cũng dễ. Thấy nó cũng đẹp. Hy vọng là mình sẽ nuôi nó được trưởng thành để mình có được cái cặp cua nhí đẹp này nè. Mình thì rất nuôi chim, rất thích nuôi chim cảnh, mỗi thứ một cặp hoặc là một con cũng được. Thấy nó biết đòi ăn rất là khôn nè. Qua đây, qua đây. Nhỏ con chứ cái bầu lớn ghê luôn á, còn nhiều đó không đủ á, bơm thêm miếng mới được. Rồi, như là chắc được rồi. Rồi, phơi nắng đi nè con. Chào tạm biệt anh em nha. Chúc anh em xem clip vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em trong những clip nói về chim cảnh tiếp theo. Chụp phơi nắng tí cho bung lông mới được.